Chúng ta sang câu số 5. Tìm tọa độ chân đường phân rắc trong và ngoài của góc A. Đây, để có thể mô phỏng như thế này. Đây là điểm A, có tọa độ là 2, âm 2, âm 3. Điểm B, 2, 0, âm 1. Còn điểm C là 0, 0, âm 3. Thế là nó bắt tính tọa độ chân đường phân giác trong của góc A. Chân đường phân giác trong. Thế thì đây là một kỹ thuật rất đơn giản. Thực ra là trong sách giáo khoa lớp 12 của các em đã có bài tập mẫu thôi, cho nên thầy cũng nhắc lại vào đây thôi. Tí đi, để tính được tọa độ chân đường phân giác trong của góc A, thầy sẽ làm như sau. Thầy gọi D, X, Y, Z là chân phân giác trong của góc A nhé. Gọi D mở ngoặc X, Y, Z là chân phân giác trong của góc A. Thế thì khi đó ta có này, theo tính chất phân giác trong nằm trong chương trình sách giáo khoa lớp 8, thế thì các em sẽ có tính chất phân giác trong này, tỷ số này, DB chia DC nhé. DB chia DC sẽ phải bằng AB chia AC. Đấy, cái này người ta gọi là tính chất phân giác trong. Tính chất phân giác trong. Lúc đấy là thầy đã nói là cái bài này nó đặc biệt, tam giác này là tam giác đều, cho nên ta dễ dàng xác định được chân phân giác trong nó chính là trung điểm đấy, cộng lại chia đôi là ra. Nhưng mà ý thầy muốn nói ở đây là giả sử tam giác không phải là tam giác đều thì không thể áp dụng các trường hợp đặc biệt được. Cho nên thầy muốn đưa ra cách giải tổng quát. Nghe rõ chưa? Thế còn trong trường hợp đặc biệt này thì bài này tam giác ABC đều, cho nên chân phân giác chính là trung điểm của BC. Ra ngay. Được chưa? Thế bây giờ giả vờ không biết điều đó, ta làm cho trường hợp tam giác thường không phải đều, không phải cân. Đấy. Thế thì điều này tương đương với DB chia cho DC. AB ken tính bằng căn 8 rồi. AC bằng căn 8. Tính này bằng 1. Tỷ số này bằng 1. Nhân chéo tương đương DB bằng DC. Đấy, DB bằng DC. Thế thì chuyển qua vector để xác định tọa độ điểm D, thì các em để ý vector DB và vector DC, hai vector này ngược chiều nhau, cho nên khi lấy dấu vector em phải để dấu ngược nhau, tức là dấu đối. Điều này tương đương với vector DB bằng trừ vector DC, hai vector ngược chiều nhau đấy. Điều này tương đương DB ngọn trừ gốc B trừ D, 2 trừ X trừ Y trừ 1 trừ Z bằng trừ vector DC, tức là trừ X trừ Y trừ 3 trừ Z. Phải biến đổi thêm một tí nữa để nhìn cho dễ. Bên trái giữ nguyên. Nhân một số với một vector thì các em nhân số đó vào bên trong từng thành phần. Như vậy nhân âm 1 vào bên trong, các em sẽ có x, y, 3 cộng z. Nha. Hai vector bằng nhau thì tọa độ tương ứng bằng nhau, tức là hai hoành độ bằng nhau này, hai trung độ bằng nhau này, và hai cao độ bằng nhau. Được chưa? Như vậy 2 trừ x
bằng 2, trừ y bằng y, trừ 1 trừ z bằng 3 cộng z. Đấy, từ đây dẫn đến chuyển vế sang là x bằng 0. Xin lỗi các em, là bên nào x thì viết nhầm, đây là x. X nhá. Đây này, hai hoành độ bằng nhau này. Thế thì chuyển sang là 2x bằng 2, như vậy x bằng 1. Chuyển sang là 2y bằng 0, tức là y bằng 0. 2z bằng âm 4, như vậy z bằng âm 2. Ta sẽ có ngay chân D lúc này, thay x, y, z vào, 1, 0, trừ 2. Đấy, đó chính là trung điểm đấy, D nó chính là trung điểm BC. Để nhắc lại một lần nữa, bài này có tính chất đặc biệt, do tam giác này là tam giác đều, cho nên dễ dàng suy ra ngay được chân phân giác trong chính là trung điểm của cạnh đáy BC. Nhưng nếu tam giác này không phải tam giác đều thì ta phải có cách giải tổng quát. Cho nên ở đây thầy giới thiệu cách giải tổng quát cho mọi bài toán tìm phân giác chân phân giác trong. Nghe rõ chưa? Đấy, cách giải tổng quát để các em lưu ý áp dụng cho mọi bài toán. Bây giờ ta sẽ giải quyết nốt tọa độ chân phân giác ngoài của góc A. Bây giờ các em nhìn ở đây nhé. Đây, các em gọi E có tọa độ x phẩy, y phẩy, z phẩy. E là chân phân giác ngoài của góc A. Đây, cái góc ngoài tam giác nhé. Gọi E x phẩy, y phẩy, z phẩy là chân phân giác ngoài của góc A. Việc ta có theo tính chất phân giác ngoài trong sách giáo khoa lớp 8, các em có tỷ số sau đây: EB chia EC nhé, EB chia cho EC vẫn bằng AB chia AC. Đấy, vẫn thế, tỷ số AB chia AC, hai cái này bằng nhau đều bằng căn 8, căn 8 chia căn 8 bằng 1. Nhân chéo lên, các em sẽ có EB bằng EC, đoạn EB bằng đoạn EC. Bây giờ chúng ta chuyển qua vector. Các em để ý, vector EB và vector EC, hai vector cùng chiều nhau, cho nên lấy dấu vector thì dấu như nhau, tức vector AB, EB bằng vector EC. Đấy, lúc đấy ngược chiều. Đây này, đâu rồi? Đây, lúc đấy là ở phân giác trong là vector DB và vector DC là ngược chiều, cho nên chúng ta lấy dấu vector thì lập tức dấu của hai vector này sẽ phải đối nhau. Chuyển qua vector thì dấu của nó sẽ đối nhau. Thế còn do vector EB và vector EC cùng chiều cho nên dấu của chúng như nhau. Hai cái nó khác nhau nhé, phải lưu ý nhé. Thế thôi, thế thì giải phương trình này ta sẽ tìm được x phẩy, y phẩy, z phẩy nhé. Tự giải nhé, tương đương x phẩy bằng bao nhiêu đấy, y phẩy, z phẩy, được chưa? Và như thế thì suy ra điểm E. Thế thôi, công việc tính toán của các em. Ta đã giải quyết xong ý thứ 5, tức là câu số 5 trong ví dụ này. Chúng ta sẽ giải quyết câu số 5, tìm tọa độ trực tâm của tam giác. Câu số 6, xin lỗi các em, là câu số 6, tìm tọa độ trực tâm của tam giác. Câu này cũng rất dễ, thầy gợi ý thôi, còn việc tính toán là các em về nhà. Thì đi, thầy sẽ gọi H là trực tâm của tam giác ABC nhá. Trực tâm là cái gì các em? Trực tâm là giao của các đường cao
nhá. Thế bây giờ thầy sẽ gọi H là trực tâm của tam giác ABC, tức H là giao của các đường cao này. Gọi H X Y Z là trực tâm tam giác ABC. Thế bây giờ ta có này, các em để ý này, trực tâm của tam giác là giao của các đường cao, cho nên ta sẽ có này, AH vuông góc BC, AH vuông góc BC, rồi BH vuông góc AC nhá. Thế thì AH vuông góc với BC thì tương đương với vector AH vuông góc vector BC. Đấy, vector AH vuông góc vector BC. Tương tự BH vuông góc AC có nghĩa là vector BH vuông góc vector AC. Rồi, và cũng cần phải có một điều kiện nữa, điều kiện bắt buộc nữa là bốn điểm sau đây A, B, C, H phải cùng thuộc một mặt phẳng. A, B, C, H cùng thuộc một mặt phẳng, hay nói cách khác là đồng phẳng. Thế thì các em đừng viết tắt nha. Thế thì điều này thì dễ rồi. Hai vector vuông góc thì tích vô hướng bằng không. Vector AH nhân với vector BC phải bằng không. Tương tự, hai vector này vuông góc thì tích vô hướng bằng không. Vector BH nhân vector AC phải bằng không. Bốn điểm này cùng thuộc mặt phẳng thì tích hỗn tạp của ba vector AB, AC, AH phải bằng không. Thế thì tính toán cái chỗ này ra, chúng ta được một hệ ba phương trình ba ẩn x y z nhé. Hệ ba phương trình ba ẩn x y z. Thế thì giải cái hệ này thì em sẽ thu được x y z nhá. Giải được x y z đấy, ra một cái hệ ba phương trình ba ẩn x y z, giải nó ra thì tìm được x y z. Có x y z rồi thì thay vào H thì suy ra trực tâm H. Từ đây suy ra trực tâm H đây. Việc tính toán là của em, thầy không tính toán chỗ này để mất thời gian. Thì con em nào mà không tính toán được thì đến trao đổi với thầy nha. Được chưa nào? Như vậy chúng ta đã giải quyết xong ví dụ số 3.